Xin chào các bạn. Trước khi đến với câu đố số 102 sẽ là đáp án của câu đố số 101. Một số bạn có đáp án là trắng đẩy tốt F7. Nếu vua đen ăn tốt trắng thì xe trắng ăn tốt đen chiếu hết. Nếu đen đi vua G7 thì tốt trắng phòng hậu cũng chiếu hết. Tuy nhiên là nếu đen đẩy tốt G4 thì trắng không thể chiếu hết được trong vòng hai nước. Vì tốt trắng phòng hậu chiếu thì vua đen ăn tốt trắng và phải cần đến nước thứ ba là xe trắng ăn tốt đen thì mới chiếu hết được. Do đó đẩy tốt F7 là đáp án chưa đúng. Quan sát thế cờ ở đây các bạn hãy để ý con tốt G5 và con vua ở F5. Vị trí lúc trước của tốt đen không thể là ở G6 được. Bởi vì nếu mà nó ở G6 thì chiếu vua trắng và chắc chắn vua trắng phải ở vị trí khác F5. Do đó con tốt G5 này nó phải nhảy hai bước từ G7 lên G5. Vì thế đáp án chính xác là trắng bắt tốt qua đường. Đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua H5. Khi đó xe trắng ăn tốt đen chiếu hết. Xin chúc mừng bạn Phạm Ngọc Thắng là người có đáp án nhanh và chính xác nhất câu đố này. Câu đố này thì hơi lừa một chút để tiện mình giới thiệu đến các bạn nước bắt tốt qua đường. Bởi vì là qua quá trình làm video thì mình nhận thấy là rất nhiều bạn không biết cái nước đi đặc biệt này. Thậm chí nhiều bạn chơi cờ đến mấy chục năm mà cũng không biết có nước đi đặc biệt này. Hy vọng là sau câu đố này thì các bạn đừng hỏi mình những câu như là sao nước đi nó ảo thế, hay là rồi có gì đó sai sai, mong S xem lại. Ok, tiếp theo mời các bạn đến với câu đố số 102. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.